một mối tình chính thức kéo dài khoảng 7 năm. Nó dài luôn. 7 năm em cảm nhận là anh nó giọng nghe cũng dễ thương. Còn đẹp trai không em chưa biết. Đẹp hơn anh nhiều. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Thanh Vân. Em 29 tuổi. Hiện tại công việc của em là nhân viên văn phòng. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào khán giả, chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia. Dạ, em là tên là Trần Đại. Em hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán em ở Khánh Hòa. Em làm việc gì hả Đại? Em làm bên lĩnh vực tư vấn thiết kế nội thất. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 29 tuổi chị. 29 tuổi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì em chỉ thích hát nè, rồi thích đi du lịch nè, rồi với lại thích nấu ăn. Rồi. Còn điểm yếu của em là hay quên lắm chị ơi. Rồi em trai. Ưu điểm của em là luôn có lối sống tích cực lạc quan. Luôn cố gắng làm việc chân thành với mọi người. Hòa đồng dễ gần. Nhược điểm của em là đôi khi hơi nóng tính, cũng hay quên, với lại đôi khi sơ sài trong những vấn đề giấy tờ. Hai người hay quên hết là mệt lắm á. Bây giờ bên kia hay hát là thích hát nè, hát bài cho nó vui cái coi. Em xin trình bày hai bài Túp Lều Lý Tưởng được không ạ? Được. Từ ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong rằng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà trên, ta mơ một tấm lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới tấm lều tranh. Nãy em nói là em bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi chị. Em 29 tuổi là sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 88 ạ. Bạn trai sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 89. Ủa sao nãy cũng nói 29 tuổi? Vậy là bên kia lớn đây tuổi đó. Đây lớn đây tuổi. Dạ em thấy sao? Dạ thì những gái lớn 2 như trai lớn 1 thì lớn có 1 à? Dạ bình thường chứ. Bạn trai có ngại gì không? Em thấy cũng bình thường chị, coi thử có hợp hay không thôi à. Bạn gái hát thì hát một bài đáp lại thôi. Dạ thật sự thì em cũng chưa chuẩn bị bài hát nào hết, nhưng mà em sẽ nhớ một đoạn bài hát em để em hát thôi. Đúng rồi. Dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều, bước chân ai đem lang thang về cô liêu, chốn xa xôi kia mang theo kỷ niệm cũ, em đã quên hay là vẫn mang theo? Được rồi. Dạ được. Hai cặp này về song ca với nhau được. Bây giờ tình trường của mình thì sao em? Dạ tình trường của em thì em có 2 mối tình, nhưng mà mối tình đầu tiên thì chỉ mấy tháng là không đáng nhớ. Còn mối tình thứ hai thì em quen được 4 năm rồi chị. 4 năm. Vừa chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay cũng được 1 năm rồi ạ. Tại sao chia tay? Dạ thì do là thứ nhất là do quen lâu dài thì phát hiện nó có một vài cái mâu thuẫn nhỏ đó chị, rồi từ từ dẫn tới là tình cảm nó nhạt nhòa không được như xưa nữa, nên thôi thì bạn kỳ anh... quen lâu dài mà mới phát hiện ra mâu thuẫn nhỏ thôi. Dạ mà không xử lý được hả? Từ cái nhỏ nhỏ gom lại một thành cái lớn luôn anh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ một mối tình chính thức là kéo dài khoảng 7 năm. Mấy năm? Dạ mấy năm, quá dài luôn. 7 năm hả? Từ năm đầu sinh viên tới bây giờ. Tới giờ thôi mới đây luôn hả? Dạ không cái đây khoảng hôm năm rồi. Tôi tưởng mới đây là thôi nghỉ à. Dù bạn nó trở lại thì sao? Thật ra thì cho dù có hai người trở lại cũng không được nữa, cho nên mình chấp nhận cái gì quá khứ là quá khứ. Nhưng mà cái đó anh nghĩ nè, 7 năm trời có cái chuyện gì nó căng thẳng lắm mới chia tay chứ. Thật ra là do em nhiều hơn, cái tình cảm nó tan vỡ dần dần, những cái nhỏ nó sẽ góp nhặt thành những cái lớn nó bùng nổ. Lúc đó là mình sẽ mấy mối tình dài xảy ra một chuyện. Bài một nhận lỗi như vậy là đàn ông mà nhận lỗi thế là tốt. Dạ đó là bài học lớn anh. Thì thật ra những cái mối tình nào mà dài nó cũng trải qua bao nhiêu đó chuyện à, rồi cuối cùng không vượt được cái tôi của mình rồi là chia tay. Bây giờ mình bỏ chuyện cũ. Dạ. Lật sang trang mới ha. Dạ. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em mong muốn tìm một người bạn trai là thứ nhất là đầu tiên là đừng có gia trưởng quá chị. Rồi. Em thích được cao to một xíu, có công ăn việc làm ổn định. Rồi. Rồi biết quan tâm chăm sóc bạn gái. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn nam? Dạ cam ram chị, với lại là không có được gọn gàng sạch sẽ. Bạn trai thì sao? Mẫu người bạn gái của em cần tìm là người như thế nào? Phải biết lo lắng về và cân đối giữa chuyện công việc với gia đình. Về ngoại hình thì tương đối là dễ nhìn, nói chung cũng xinh xắn, dễ thương. Dạ. Yeah. Rồi không thích điều gì ở phụ nữ? Nói chuyện vô duyên. Gái mà vô duyên chắc mệt lắm nha. Không biết lo lắng, quan tâm chăm sóc gia đình và không chung thủy. Thôi nói chung đã vô duyên rồi là không có gì hết trơn. Vậy đi. Chào chị. Chào em.
Dạ. À, sạch sẽ gọn gàng ha. Bạn gái này chỉ thích vậy thôi. Em có hay ghen không? Dạ cũng có, nhưng mà không kiểu là mất kiểm soát hay là vô cớ hay là gì đâu. Nói chung là ghen có kiểm soát. Bây giờ nếu như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Thì tùy tình hình, ví dụ như có thể là cuối năm hoặc là sang năm. Em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ tất nhiên là mình phải có sự chuẩn bị rồi chị. Lấy nhau về rồi mình hai vợ chồng đến ở đâu? Hiện tại thì em chưa có mua nhà. Nhưng mà khi mà bắt đầu là có gia đình thì em sẽ tính tới cái chuyện là sẽ mua nhà. An cư mới làm việc được ha. Dạ đúng rồi. Mình có làm dâu gì không hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ không, tại vì ba mẹ em không ở Sài Gòn. Công việc ổn định ha. Dạ. Rồi như vậy là quá tốt rồi, chuẩn á. Nhà trai bữa nay ngon á. Được các em, dạ, cố gắng nha. Để anh qua thăm đàn gái thôi. Thăm đi, thăm thoải mái. Dạ em chào anh. Chào em. Bây giờ em nghe cái tiếng nói anh đó, em cảm nhận thế nào về anh? Em cảm nhận là anh đã có sự rất là thân thiện. Ừ, đúng rồi. Giọng nghe cũng dễ thương. Ừ. Còn đẹp trai không em chưa biết. Đẹp hơn anh nhiều. Vậy đi. Ha. Nhưng mà anh sống đây có một mình, chưa có nhà cửa gì hết trơn. Dạ. Thì em tính sao? Thí dụ hai người lấy nhau thì sao? Ở nhà trọ được không? Thì thời gian đầu nếu khó khăn thì hai người phải thông cảm cho nhau à. Ừ. Về mình giữ tiền hay để chồng giữ tiền? Dạ thì nếu mà được thì em giữ thì tốt hơn. Phụ nữ bao giờ thích giữ tiền ha? Dạ. Anh có mối tình 7 năm mà anh phải chia tay. Em có ngại khi mới chỉ có 1 năm mình quen với anh không? Vấn đề đó thì em không ngại, bởi vì em cũng đã hiểu được cái cảm giác đó. Ừ, rồi mới... em có chữa lành vết thương được cho anh ấy không? Dạ đúng rồi. Em hy vọng em sẽ là liều thuốc cho trái tim. Hay quá. Cô dâu tương lai là một người con gái thông minh đấy. Được thông ha. Minh. Được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái mình này, cho hai bạn gặp mặt ha. Gái. Dạ có, em đi với mẹ của em ạ. Dạ chào cô. Chị chào Cát Tường. Cô thấy con rể tương lai của cô thế nào? À, cô thấy thì cũng được, cũng bạn trai, cũng đẹp, cũng dễ thương, dễ mến. Nhưng mà đó là do quyền của Vân. Nói gì với bác đi. Dạ thì nếu mà được tiến tới thì tình hình giữa hai người như thế nào? Rồi còn sự ủng hộ của bác và gia đình. Thì được, cô cũng muốn vậy. Cảm ơn bác. Con cứ tìm hiểu nhau đi. Ý cô trước là được không? Thì cô thì lúc nào cũng được rồi đó, cũng được. Được. Ừ, cũng vừa mắt rồi. Vừa rồi hả? Cũng thích rồi. Ưng cái bụng chưa? Ưng cái bụng rồi, nhưng mà do con. Rồi, cảm ơn cô. Vậy được rồi ha. Cảm ơn. Cảm ơn bác. Mắt ưng cái bụng rồi đó. Bây giờ em đi với ai đâu? Dạ em đi với ba em, chị em và một người bạn thân. À, chào anh Quyền Linh. Dạ, chào chị Cát Tường. Nói chung là gia đình tôi thì chỉ có hai con thôi. Mình cũng rất là mong cháu. Cho nên là cái thúc cho cậu lớn nhà mình là cứ vợ đi. Thì mong là mọi được sự ủng hộ của gia đình bên kia để cho cháu nó đến hôn nhân thì tốt nhất. Dạ, rồi, hay quá. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nào. Kéo màn. À, mình có món quà tặng bạn. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Bây giờ bắt đầu ngay từ lúc này mình không có mình với bạn nữa mà anh với em như cái tình cảm nha. Dạ mình nghĩ là anh nghĩ là trước hết thì mình sẽ dựa vào cái cảm giác á để mình có thể đến với nhau hay không và chọn nhau hay không là do cảm giác của mình. Anh xin phép hỏi em trước nhé. Dạ anh hỏi gì? Theo em thì những cái yếu tố nào quan trọng nhất là để giữ gìn cái hạnh phúc hôn nhân? Theo ý kiến của em thì yếu tố quan trọng nhất đó là thông cảm và hiểu cho nhau, cân đối giữa công việc và cuộc sống, chăm sóc gia đình. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ cảm ơn anh. Em có điều gì muốn hỏi lại anh không? Bây giờ hiện tại thì em biết là anh chia tay mối tình là 7 năm rồi, nhưng mà em hy vọng là đừng để mà quá khứ mà ảnh hưởng tới tương lai hiện tại. Đó, em chỉ mong muốn điều như vậy thôi. Chúng ta cảm nhận gì về người đối diện của mình? Em rất là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Rất là dễ nhìn. Có gu thời trang cũng khá ấn tượng. Nhìn em rất là chững chạc, có một cái suy nghĩ khá là sâu sắc. Dạ, chưa kéo màn lên thì em nghe cái giọng nói của anh thật sự rất là dễ thương. Khi mà tiếp xúc với anh rồi thì em thấy là hợp nhất. Hợp. Anh cảm ơn. Anh nghĩ thì nếu mà tiến tới thì mình cũng nên dành thời gian nhiều hơn. Chứ đừng để mà gặp nhau ít quá. Dạ. Thì nó sẽ
cũng không có, nó cũng phai mờ đi. Dạ đúng rồi anh. Con cái sao thích trai gái nào bày tỏ quan điểm luôn. Dạ, con gì cũng được miễn là con mình thôi chứ không có gì. Con gì khác rồi nha. Bây giờ hai chồng thử tính cái kinh tế làm sao để phát triển kinh tế. Đúng đó. Cái kế hoạch tương lai mình định làm cái gì? Thôi đâu hai chồng, ủ quên hai đứa, ủ quên hai bạn tính thử thôi. Thì em nghĩ là cuộc sống bây giờ cái gì đó mức giá nó cũng leo thang nên sống mình phải biết là tiết kiệm. Anh cũng nghĩ vậy. Hiện tại thì anh cũng có mở riêng cho mình một cái công ty nhỏ để chuyên về thiết kế thi công nội thất cho căn hộ biệt thự nhà ở này nọ cho khách hàng. Và một cái sự chuẩn bị cho tương lai của đàn trai cũng khoe với đàn gái luôn. Khoe em. Cái nhà này thì năm ngoái thì thiết kế cho khách mà khách họ bỏ chạy rồi. Cái này mình rất là thích cái thiết kế này cho nên mình nghĩ là sẽ dành cái thiết kế này sau này cho cái nhà mình nếu mình mua sau này. Vậy thôi. Đẹp quá. Đây là cái nội thất của nhà. Đây là cái phòng khách. Còn đây là cái phòng ngủ. Cái này chủ nhà rất là thích mà nhưng mà rốt cuộc không ký hợp đồng thi công. Nói gì đó hoài. Tôi giới thiệu cho, không giới thiệu gì đâu mà cứ người ta rút lại hoài. Giống như là cũng đây như là hướng tới tương lai. Mặc dù anh vẽ cho người ta nhưng mà anh nghĩ rằng nó sẽ là của mình. Đó. Phòng ngủ của hai đứa giữ đi cưng. Cái giường của hai đứa giữ đi cưng. Cưng giường ông mai bà mối một cái thiết kế rất đẹp nhưng mà anh nghĩ rằng với một cái khát vọng, một cái ước mơ thì ở đây nó cũng không xa vời gì lắm đối với hai em. Rồi chúng ta không còn thời gian nữa, đặt tay vào nút bấm đi em. Bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây để suy nghĩ. Suy nghĩ cho kỹ nha. Trước hàng triệu khán giả đang xem, trước ba mẹ, ông bà, người thân của chúng ta, chúng ta không phải không nói dối con tim được nha. Phải thật. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm rất đều, rất nhịp nhàng. Bấm tay nhau đi hay. Chàng trai cô gái rất dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Đinh Thắng. Ở nơi đó sẽ có không gian rất lãng mạn. Chúng ta đến để trò chuyện cùng nhau, để yêu nhau nhiều hơn. Và đây, phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azac Hàn Quốc. Và đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là ngôi nhà trong tương lai. Và bây giờ hãy hôn nhau. Hãy xin mẹ. Con xin phép bác. Dạ, cho con được hôn vâng. Hãy mạnh mẽ lên nha. Một cô gái rất bận lực đây. Hãy giữ cô ấy thật chặt. Nắm tay thật chặt, hãy cùng nhau đi một đoạn đường thật dài. Và báo tin vui cho chúng tôi. Rồi em biết hôn không em? Chưa có quen ai xong cái hôn. Em cũng chưa giờ nắm tay trai bao giờ. Chưa luôn hả? Nửa bên kia là anh đã khắc tên anh lên rồi. Nếu mà em có cho anh cơ hội á thì nửa bên kia điền tên của em. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời hạ màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Đó. Em tên là Nguyễn Hữu Huynh, năm nay 32 tuổi, hiện nay em đang làm kỹ thuật viên điện tử. Quê ở đâu? Quê ở thành phố luôn. Thành phố luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thị Ngọc Huyền và em 28 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên marketing tại công ty Yến Xào. Rồi. Huyền 28 tuổi. Thì giới thiệu một xíu về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu của em đi cưng. Dạ, em thì bạn bè nó hay nhận xét là em là người sống rất là tình cảm. Nhiều khi giúp đỡ em một lần thôi mà em cứ năm nào cũng đem bánh trái qua cho hết trơn á. Năm nào đem bánh trái luôn hả? Dạ. Tại vì họ, dù sao đi nữa thì họ đã có cái tình giúp đỡ mình rồi nên cứ nhớ mãi. Vậy chúc em có, anh có cơ hội nào anh giúp em điều nào với không? Dạ, nhà em có trồng mít cho nên là hay hái mít cho anh chị ở công ty ăn á. Năm nào cũng có mít nha. Dạ.
đặc biệt cực kỳ đó là bạn em mới nói là mày rất có biết cách quan tâm người khác. Ví dụ như là nó bệnh thì nó cũng không có nói là đi mua thuốc về cho tao hay gì đó. Em chỉ thấy nó bệnh rồi cái em xách xe máy em chạy ra ngoài em mua thuốc về đưa nó uống cái vậy thôi á. Em ơi, cái ưu điểm mua thuốc đó em coi lại một xíu. Em mới nghe bạn em bệnh em chạy mua thuốc về biết nó bệnh gì nó uống. Dạ, tại để ý ví dụ như là nằm bệnh mà ho hay rồi là biết bị cảm. Trời ơi, chưa hay chắc quá làm bác sĩ luôn trời. Như vậy nó hơi nguy hiểm. Nhiều khi á em thấy ho em tưởng đâu thuốc bị cảm em mua thuốc cảm. Nhiều khi người ta bị phổi thì sao? Đúng không? Cái này là phải xem lại thôi. Dạ, còn về khuyết điểm thì em nói nhanh lắm. Nhiều khi nói xèo, người kia hả mở mắt ra nói xong mày nói gì tao không hiểu hết trơn á. Dạ, hôm nay là em khống chế dữ lắm rồi đó. Rồi. Thôi, cứ nói xả sụt rồi khỏi nhanh cả này nha. Bằng Nam, ưu điểm khuyết điểm là gì? Em là người hiền lành, thật thà, không rượu bia, không hút thuốc, biết nấu ăn, ít nói, nhắc gái. Nhắc lắm hả? Dạ. Thấy con gái là nhát hả? Ý là thấy mà mình thích đó mình nhát hả? Mấy người thích mới nhát. Dạ. Còn không thích là không có nhát. Dạ. Thử coi họ nhát cô đó không nha. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức thì em chưa yêu ai. Hả? Yêu Đơn Phương rồi. Yêu Đơn Phương lâu không? Không, một hai tháng vậy. Trời ơi. Em 32 tuổi rồi. Có khi nào là mơ em có hôn ai đó không? Dạ. Có không? Có chứ. Có hả? Dạ. Hôn trai hay gái? Hôn gái. À được. Kiểm tra về giới tính thôi. Ồ tôi nghi quá à, 32 tuổi chưa có mối tình nào luôn hả em? Ừ. Trời đất ơi. Hiền quá mà nhát gái thôi. Chứ có nằm mơ thấy hung ta. Ủa em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, về tình trường sử thi thì em thiệt luôn là giờ em cũng chưa có mối tình nào hết trơn á. Không lẽ cặp này trời sinh? Hiếm à, cặp này hiếm lắm á. Bạn nào cũng mặt mày xinh xắn mà sao tự nhiên không ai có mối tình nào hết trơn vậy? Tại chắc em không biết nói chuyện á chị. Nói á. Nãy giờ em nghe nói với người ta, lát người ta chửi. Sao vậy? Nói bạn gái, lát hai người gây lộn. Sao vậy? Không biết. Em ít nói mà sao em nói chuyện vui duyên lắm hay sao gây lộn? Không biết, tóm lại không biết nói lãng mạn luôn. À không biết nói lãng mạn. Nhưng mà thích gái không? Tự nhiên thích vậy, thích nó lên luôn. Chắc không? Chắc. Lúc mình đang nằm mơ mình thấy mình đang hung. Nhất mình thức dậy thì thấy sao? Thấy bình thường vậy. Trong người không có gì bất bình thường hết hả? Đâu có bình thường. Thì không trong mơ thì sao không biết được cái gì vậy? Rồi sao nữa? Rồi cái thức dậy xong rồi sao nữa? Cái vậy giữa mặt làm cái gì? Rồi bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình tính tới hôn nhân được? Chắc khoảng một năm rưỡi. Rồi hai chồng ở đâu? 8 vậy. Có nhà chưa? Dạ, có một cái nhà nhỏ gì. Có nhà nhỏ rồi, em ở mình hả? Dạ. Rồi vậy là tốt quá ha. Tốt rồi. Rồi em biết hôn không em? Chưa có quen ai sao biết hôn. Nhưng mà trong giấc mơ có thấy được cận rõ cái hôn không? Em hôn hay là em thấy người ta hôn hay là em thấy em đang hôn? Thấy em đang hôn. Đang hôn ai? Thì trong mơ thì sao không nhớ chị? Có hôn thôi hả? Có làm gì nữa không? Hả? Không. Trời ơi, hiền. Hồi xưa giờ nhát vậy luôn em hả? Đến qua anh coi đàn gái sao rồi. Cổ mà hiền nữa chắc mệt luôn à. Chào em gái. Dạ, chào anh. Bạn bên này hiền dễ sợ không? Mới nằm mơ thấy hung rồi đó. Em có nằm mơ thấy lần nào chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa giờ nắm tay trai bao giờ. Chưa luôn hả? Em có thấy cặp nào người ta đứng hôn nhau chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Lúc đó cảm giác mình sao? Nó bình thường lắm anh. Tại em không có. Tại không mình chưa có cảm được. Có khi nào em nghĩ em sẽ hôn người yêu của em không? Có. Có hả? Vậy chút mình làm thử nha. Bên đây cũng hiền, bên kia cũng hiền luôn. Nhưng mà hai người mà hiền quá thì rồi làm ăn gì được không trời? Em muốn người nó như thế nào? Em cao 1m45 cho nên là bạn trai mà cao 1m44 là không được rồi. 50. Cái thứ hai nữa là phải có hiếu. Thứ ba nữa là phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình. Em không cần giàu, cũng không cần chức vụ cao, nghèo cũng được. Nhưng mà phải có ý chí, phải có nghị lực cầu tiến. Bây giờ nói bên đó, mình cảm giác mình có được bao nhiêu phần trăm em trai? Cũng có 70. 70 hả? Cũng hiền khô bên kia cũng hiền đúng không? 70 là quá tốt rồi. Em có mong muốn tìm người yêu lý tưởng của mình không? Có. Thế nào? Người đó cao từ 1.5m trở lên. Đây, 1.45 hả? 1.50 đến 1.60. Ngoại hình 40.
Bố mày thấy à? Được không? Được. Rồi sao nữa? Biết chăm lo gia đình. Cô kia chăm lo được đó. À, biết kính trên nhường dưới, không có mà lè lẹt quá. Bên kia này đơn giản lắm. À vậy đó được. Được hả? Dạ. Đủ rồi đó. Em không thích gì ở người phụ nữ? À, đó là ít nói. Cô cũng ít nói đó. Ồ, thấy nãy giờ nói nhiều. Nó cũng nhiều đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ, hôm nay em đi với chị họ với hai, với người anh họ với bạn em. Xin chào anh Quyền Linh và Cách Tường ạ. À, nay em là chị của Quyền, thấy bạn trai thì cũng được, cũng dễ thương. Hy vọng là hy vọng là hai đứa có thể nắm tay nhau không đi nhau suốt cuộc đời. Chị có mong muốn hồi cặp này hung nhau không? Nhiều khi nó mắc cỡ quá, nó hung thấy nó ngại. À, bạn trai hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với hai người dì và Dượng ạ. À, chào dì. Dạ, chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường, dạ. Chào quý vị khán giả. Em là dì Năm của Minh. Thấy hai đứa cũng khá hợp. Để kéo màn lên, hai đứa thấy được thì hãy tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Vậy thôi. Dì cũng hiền quá ha. Gặp cháu hiền, dì cũng hiền nữa. Thôi để kéo màn để coi hai đứa nó hiền ở nào. Kéo màn lên. Rồi. Rồi. Anh có muốn quà tặng em mới phải mở chứ. Dạ. Mở nắp đi mà. Mở nắp ra hả anh? À, mở nắp đi. Dạ. À, anh có thấy gì không? Dạ không. Tại vì anh chưa có đọc thần chú á. Giờ anh phải đọc thần chú ở ảnh Ba La. Mở ra thì sẽ có một món quà. Thì sợ chuyện. Anh có thể đọc đeo cho em. Cái này là bánh bông lan phô mai. Hồi sáng em dậy sớm em làm á. Để anh về anh thử nha, ngon lắm á. Em, bén tóc lên, bén tóc bằng gái lên coi, bén tóc lên. Đó. Dạ em cảm ơn ạ. Đẹp không? Nhìn coi ngắm cái dây chuyền coi đẹp không? Em ngắm đi. Chứ cứ kế bên ngắm mơ thế nào? Thấy được không? Được ạ. Nhìn thẳng nó nhìn anh chi? Dạ được anh. Được không? Thôi. Ok. Rồi, được rồi. Rồi, hai người trò chuyện đi. Thì nói đi. À, em thích con trai hơn gái? À, em thích một trai một gái. Thì khi nào em rảnh, thời gian rảnh mình hẹn hò á. Trời ơi, vậy được không? Đứa trai đứa gái luôn không? À, được rồi. Được hả? Anh đích hết đi thiện nguyện không? À, có. Đi thiện nguyện á. Tại em cũng hay đi thiện nguyện á, thì một năm em thường đi 3 đến 4 chuyến á, thường hay đến mấy cái vùng núi vùng sâu vùng xa á. Đi dưới đoàn hay sao rồi? Dạ đúng rồi, em đi với nhóm á anh. Hai đứa tổ chức đi riêng thôi, được không? À được ạ. Nói đi, cảm nhận cô gái thế nào? À, em cũng xinh xắn dễ thương. Với lại nói nhiều, anh thích nói nhiều. Thích nói nhiều hả? À. Thằng này giống em là chưa có quen ai á. Hai đứa quen nhau không biết gì luôn á. Hẹn hò đầu tiên thích hẹn ở đâu? À, ví dụ lần đầu hẹn hò thì em thích đi đâu? Anh có thích cái không khí quán trầm không? Tại vì em hay uống trà đạo. Tại vì không khí trà đạo nó rất là yên tĩnh. Tính em nó không thích những nơi ồn ào náo nhiệt đâu anh. Dạ, yeah. Để anh cũng thử xem. Được không? Được hả? Nó là cuối lắm đó nữa. Trời ơi, chưa gì mới là cuối thôi. Chưa có gì hết trơn á. Bây giờ nè, hai đứa lấy nhau về ở đâu rồi mình hướng tới tương lai đi. Anh ở quận 8 thì ví dụ mình lấy nhau thì em có về quận 8 ở được. Không sao đâu, tại quận 8 em Thủ Đức mà chạy lên nó khoảng tiếng à. À, về kinh tế thì anh cũng bình thường thôi chứ không có cao. Nhưng mà anh hứa là sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Đó là cuối rồi anh. Lời cuối gì chưa mà lời cuối gì. Trời ơi. Bây giờ nói thật lòng nha. Dạ. Em thấy cô gái này xinh không? Xinh. Em khoái không? Khoái. Thái dữ không? Thái dữ. Thái dữ. Rồi nói lời cuối đi. Mà lại gần đó. Lại đi, lại đi. Dạ dạ. Xin sợi dây chuyền em đang đeo quá. Đòi lại, có đòi một nửa là hình trái tim, nửa bên kia là anh đã khắc tên anh lên rồi. Nếu mà
em có cho anh cơ hội á thì nữ bên kia điền tên của em. Dạ. Ông xin nói lời cuối. Ông mà bước tới cái ông kiểu em như em sợi dây chuyền, tính nói hồi em không bấm nút em trả thì anh sợi dây chuyền. Lời cuối xong chưa? À xong rồi. Dễ thương quá. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Khó tìm được một cặp xứng đôi nhỏ con vậy quá ha. Lần đầu tiên em nắm tay đàn ông ấy. Hả? Lần đầu tiên nắm tay cũng vậy à. Lần đầu tiên nắm tay anh trai. Dạ. Nắm thử chúng chặt vô nào. À, gì cho con hôn cái. Đó, xin gì đàng hoàng thấy không? À, có chị có hôn à. Có. Anh làm liền. Anh làm liền. Nụ hôn đầu tiên, cổ chưa nắm tay lần nào. Nụ hôn đầu tiên nó phải lâu lâu chứ, chừng nào nó buông ra mới buông, làm lại. Nào quý vị à... Để nguyên, để nguyên, để nguyên. Thấy được không? À. Thấy sao, cảm giác sao? Thấy lạ. Lạ. Trong người có gì nó khác không? Có. Khác cái lúc mà ngủ giật mình thức dậy không? Em gái thấy sao? Nó là lạ. Là mà vui không? Dạ vui. Phải không? Không. Phải không? Có chút làm nữa ha. Dạ. Dễ thương. Đây, gửi tặng hai bạn bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azac Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là chiếc vé xem phim. Các bạn sẽ đến đó xem phim, trò chuyện nhiều hơn và đặc biệt là hôn nhiều hơn nhé. Nắm thật chặt đừng bao giờ buông tay ra nhé. 212 lý chiến thắng đang chờ các bạn. Khi thì chọn tân mà người ta tao tao nãy em chơi ta lùng hợp với bạn em khoảng 6/10, chỉ có là cái tiêu chuẩn là bạn em bạn này hơi chơi bạn em lùng là em không thấy thấy nhục nhục đó. Tim đang phát sáng là đã tự cho bản thân và cũng là cho nhau một cơ hội. Còn trái tim em sẽ cơ lơ tụi lụi vậy. Anh trai cái bàn mình phải tiêu chưa được. Mình bấm nút nha anh. Trời, bà cứ bấm nút hoài, sợ tao bấm hay gì, tao viết tờ giấy đâu mà còn bấm nút như anh nữa. À, đợi chị Tường xíu nha. Dạ. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi, chào em trai. Vào vị trí của mình rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu thật lớn, to, rõ để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Em trai giới thiệu trước nè. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Văn Tuấn. Năm nay em 25 tuổi. Quê quán của em ở Đắk Lắk, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang là quản lý sản xuất của một công ty thực phẩm á. À, thế em vào thành phố là em ở với ai? Dạ, em ở với anh của em. Ba mẹ thì còn ở ngoài quê. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. À, em tên là Tuyết Lan, 24 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa. Em làm công việc gì? Dạ, em làm giáo viên tiểu học ạ. À, giáo viên tiểu học. Vậy quê mình ở đâu em? Dạ, quê em ở Đắk Lắk. Ba mẹ em đã vô đây sinh sống được hơn 12 năm rồi chị. Có khi nào mình nghĩ sau này rồi mình lấy chồng mình lên thành phố mình ở không? Dạ, em chưa nghĩ tới đây. Chưa nghĩ tới, giờ bắt đầu mình tập nghĩ vừa vừa, lần lần như là vừa rồi ha. Dạ. Rồi, vậy điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Kiểu cũng hơi đảm đang một xíu chị. Dạ, nên đó cũng là điểm yếu của em. Khi cứ quan tâm người khác quá thì cũng gây cho người ta cảm giác khó chịu. Giống chị đó, bởi vì chị cũng ế đó em. Cái như là mình quan tâm tao quá. Nhiều khi mình có lòng tốt mình điện hỏi anh ở đâu, anh làm gì mà người ta tưởng nó là mình đang thăm dò, phải không? Chứ đang gọi là đang điều tra. Nhưng thật ra là mình chỉ muốn hỏi thăm để có gì mình mua đồ ăn tới, mình lo sức khỏe. Cho nên là các bạn trai nào mà có ý đồ á thì các bạn trai đó mới thấy phiền. Chứ những bạn trai nào yêu thương mình thì ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nên em yên tâm, chưa gặp đúng đối tượng thôi. Đúng đối tượng thì sẽ ok hết. Dạ. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Vui vẻ, hòa đồng, dễ gần mà có tính tự lập. Còn điểm yếu của em thì em thẳng tính quá, là nhiều lúc cũng dễ mất lòng người khác, cũng ít nói một chút, cũng hay ngại đám đông. Thế giờ tình trường em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì trước giờ thì em trải qua một mối tình và quen cũng được 4 năm thời cấp 3 vậy. Thế sao chia tay? Trong quá trình quen nhau thì những cái năm cuối thì cũng cãi nhau nhiều quá,
cãi vì quan điểm không phù hợp hay cãi vì có người thứ ba xuất hiện hay là vì mình không quan tâm đến nhau, có một cái lý do gì cụ thể chứ? Chắc mình cũng không có chu đáo rồi cũng lo cho bạn ấy lắm đó, thấy chưa, cũng không sâu sắc trong chuyện tình cảm thôi chị. Khi mình quyết định mình quen ai thì mình cũng phải dành chút xíu cái thời gian mình quan tâm đến người đó chứ, đúng là con gái rất là dễ bị tuổi thân. Lúc đó trẻ khác, còn tuổi này là cái tuổi bắt đầu kết hôn được rồi, mình quen một cái thời gian nào đó mình cũng phải tính đến chuyện lâu dài. Giống như bây giờ chị quen ai mà từng 6 tháng rồi mà chưa có ý định mà đưa về nhà hay là một cái gì đó mà nó xa hơn thì thôi chia tay sớm bớt đau khổ. Thời gian đâu mà chờ đợi, đúng không em? Dạ. Nhớ nha, phụ nữ nào cũng vậy, cho nên các quý ông phải rút kinh nghiệm. Còn em, tình trường em sao nè? Dạ thì cái mối tình đó là hồi em học đại học chị, cũng 2 năm. Còn gần đây thì em chỉ có tìm hiểu 3 bạn nữa nhưng mà mình thấy không hợp nên là mình thôi chứ không có tiến tới. À, chị mới là tìm hiểu thôi. Dạ. Còn cái mối tình hồi xưa đại học 2 năm thì lý do sao chia tay, còn nhỏ quá hay sao? Dạ, tụi em còn nhỏ quá, chưa có cái dự định gì cho tương lai hết. Thôi cũng không trách được, cái đó là tình học trò mà, đúng không? Thì bây giờ nè mới là quan trọng. Rồi thế thì em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Có là được chị. Trời ơi, sao có được em vậy? Có là được là chết à. Em đùa thôi chị. Tại vì mấy bạn của em á thì cứ mong chờ của em hết ế đi. Nói chung em cũng không khó tính lắm mà tại sao cứ tìm hiểu xong rồi người ta cứ lẳng lặng bỏ đi thôi chị. Ủa, người ta lẳng lặng bỏ đi hả? Dạ. Kỳ vậy. Em cũng không biết nữa. Nên là cái gu bạn trai của em thì hơi cao một xíu, với người cũng hơi to xíu để che chở cho em kiểu như em bé nhỏ. Cụ thể em muốn cao nhiêu, to nhiêu, nói thử coi. Dạ, 1m7 trở lên đi chị. 1m7 trở lên, này mét mấy? 1m8 gì? 1m8 mấy? 1m8. 1m8? Dạ. Dư rồi, cao quá không em? Gán mà mang giày cao lên nha. Dạ, không biết sao em cứ gặp người cao dễ yêu ạ. Mà em thích vậy mà, đúng không? Còn gì nữa không nè, mắt mũi miệng nè, ngoài tóc mà tóc tai nè, quần áo ăn mặc nè. Dạ, ăn mặc lịch sự là được rồi chị. Bạn đó phải chân thành một xíu. Chứ thường á, mấy bạn em gặp thì lúc đầu rất là chân thành, nhưng mà sau đó một thời gian khi người ta đã không muốn, người ta sẽ tìm những cái lý do nó không có chính đáng á chị. Tại tao không thích mình đó em, chứ thích là nhưng nó khác liền. Nhưng mà lúc đầu đã, nếu không thích thì lúc đầu mình đã không thích. Mất thời gian của nhau đúng không? Đúng rồi chị. Phải phân minh trong mối quan hệ. Nếu thật sự nghiêm túc đến, thấy đó là cái đối tượng mình mong muốn thì hãy tìm hiểu, còn không thì nên nói rõ ràng với nhau đâu ra đó. Ngay cả trong lúc quen nhau cũng vậy nữa, có nhiều người không có hiểu cái từ văn minh của Tường nói. Dạ thưa các quý ông, văn minh là như vậy đó, chúng ta mọi thứ phải thẳng thắn, phải tôn trọng, phải xây dựng, còn nếu chia tay cũng phải chia tay trong một cái sự rõ ràng và minh bạch. Rồi vậy em muốn tìm một người bạn gái như thế nào về ngoại hình? Cao trên mấy 6 là được rồi. Chắc cái này không tới quá. Không tới đâu anh ơi. Thấp hơn được không? Em cao được rồi, người ta cao chí, người ta cần người che chở. Tại vì em mới 8 vậy mà bạn ấy mà mới cao, bạn thấp quá cũng kỳ lắm. Ta mang dài lên 2 tấc cũng được vậy. Gì nữa? À, bạn nữ thì dễ thương một chút. Bạn ấy phải nói nhiều nghe một chút. Tại vì em ít nói mà. Tình cảm một chút về trong cái cách ứng xử á chị. Khiêm tốn quá à, muốn cái gì cũng một chút thôi chứ không cần nhiều. Ha. À, rồi, đâu được coi hình hai bạn coi. Một chút, wow. Đó, có một anh chàng đẹp trai, cao ráo, cao 1m8, một chút ở trọng. Trời đất, một cô gái bé nhỏ xinh xinh. Lựa đi. Hồi nãy em chưa biết cái chiều cao của bạn ấy rồi đi. 1m6, tao nói tao không tới rồi, tao nói nhỏ nhỏ xinh xinh rồi. Tự tìm đi. Đâu, anh nào? Anh nào? Ừ thôi, cái đó giờ dễ chọn. Anh đó phải không? Dạ. Chắc chưa? Sao chọn anh đó? Theo cái chiều cao thì em nghĩ là anh này. Vậy là em thích đầu bù tóc rối, đúng rồi. Bên đây, cô nào? Thì chắc con này vậy. À, sao chọn bạn đó? Có nét dễ thương. À, rồi. Để xem coi hai bạn chọn đúng hay sai. Đúng có thưởng, sai bị phạt. Xin mời hai bạn nhìn về phía cửa trái tim này. Ai sẽ là người bị phạt? Ai sẽ là người được thưởng? Thì em chọn sai rồi chứ. Thì em bị phạt đó. Cô gái chọn rất là trúng luôn. Dạ. Đến đây tham gia chương trình thì anh có món quà tặng em. Dạ. Mong anh sẽ thích. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Cái này về nhà thì mở ra. Rồi, ok. Rồi là bí mật là tôi không được biết đó, phải không? Dạ. Trời ơi. Giờ muốn phạt bạn trai gì đây em? Bạn trai hãy hát cho em nghe một bài. Quá đơn giản, hát thôi. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em.
Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết cho chịu đựng, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Em muốn cả đời này. Hát được đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Chỉ là không thuộc lời rồi khớp rồi không tự tin xíu thôi. Rồi bây giờ cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì hai bạn có cảm nhận như thế nào? Mời em gái nói trước. Dạ thấy bạn đó có phần nhìn trẻ quá so với tuổi. Nên là tại vì em cũng muốn một người trưởng thành á, có một cái suy nghĩ nó trưởng thành hơn nữa. Đó nên là em không biết giờ nói sao nữa. Em nãy em nói em nhiêu tuổi? 25. 25, 25 mặt vậy đúng rồi chứ 25 thì trẻ gì nữa. Tuổi trẻ hay là cái mặt trẻ? Mặt trẻ. Chứ em nói ảnh nhiêu tuổi? Tại lúc đầu em cũng nghĩ chắc nhỏ hơn em, nhìn nhỏ hơn em. Trời đất ơi. Khen anh trẻ thì rất là cảm ơn. Thì em nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Là một con gái rất là dễ thương. Dạ. Dạ. Em cảm ơn ạ. Rất là giống cái tiêu chuẩn của anh mà đi. Xạo. Nãy em chê người ta lùng. Nãy em nói em muốn 1m6, bây giờ em nhìn ta mà người ta lùn hơn 1m6 mà em nói đúng mà không? Em đâu có chê gì đâu chị. Về ngoại hình? Cao trên 1m6 là được rồi. Chắc cái này không tới quá à. Không tới đâu anh ơi. Thì nói về cái tiêu chuẩn của bạn gái mà chị. Mà giờ hỏi cảm nhận sao thì bạn này rất là vừa ý em. À, dễ thương á chị ơi, cái tiêu chuẩn chị ơi. Bây giờ cuối cùng là vừa ý hay không vừa ý? Rất ok chị. Rất ok phải không? Dạ. Nghiêm túc vô nha. Bạn gái hồi nãy là khen em trẻ nhưng bạn gái có thòng theo đó chê em đó. Biết chê gì không? Hai trẻ con phải. Đúng rồi. Mình phải chứng minh cho bạn gái thấy là cái đó là cái mặt của mình vậy thôi. Mình trẻ thôi, đúng không? Nhưng mà tính cách của mình là chững chạc để có thể lo được, chở che được cho bạn ấy. Dạ. Bởi vì phụ nữ thì bây giờ là cái tuổi này là tuổi để mà tiến tới hôn nhân rồi, chứ không phải là tuổi quen đùa vui nữa. Chị Tường sẽ cho em thời gian để tự thể hiện bản lĩnh, lấy lại phong độ, chứ nãy giờ người ta thấy em hơi trẻ con rồi đó. Rồi mời hai bạn ăn bánh và uống nước và trò chuyện nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Chào em. Thì đối với anh á, thì vô cái cách ứng xử với người khác thì mình nhiều lúc thấy mình có nói buồn quá nên mình phải ít mở lòng ra một chút. Dạ. Tại vì cái tính anh từ thời cấp 3 là mình ít nói rồi. Nên sau khi trải qua cái sống ở xa nhà nên mình cũng thay đổi một chút. Mình trẻ con phải trẻ con về cái chuyện mà mình nói chuyện nay có mấy câu mà mình trẻ con là không phải. Nó thể hiện qua cái cách ứng xử của mình, cái cách mà mình quan tâm bạn gái mình như thế nào. Thì lúc nghe giọng thì em thấy như vậy thôi. Còn khi để mình mà có cái quen lâu thì mình mới biết được tính cách của nhau. Nên là mình cứ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xem mình như thế nào, chứ không phải là cứ qua một cái gặp mặt ngày đầu tiên và cái ứng xử thì mình mới phán xét một con người, thì đó không phải. Sở thích của em như thế nào nhỉ? Sở thích như ngày rảnh rồi em làm gì hả đó anh? Rảnh rỗi thì em đi trà sữa với các bạn thân của em á, hay đi coi phim nữa. Với rất là thích chụp hình luôn, nên là cũng mong người yêu hay là bạn trai của em cũng biết chụp hình. Tại vì cái bếp anh cũng vậy. Anh có thích đi phượt không nhỉ? Hồi trước á, em thích đi phượt lắm. Mà bây giờ á, mình còn... Tại đi xa quá thì kiểu em thì... Cái đi phượt đó là em hay bị ngủ gật á, nên em sợ. Sự thật em cũng mặc hay nhỉ? Bếp anh cũng vậy đó. Vậy anh có hút thuốc không anh? Không, không anh. Tại vì ba anh á là... truyền thống nhà anh là không có hút thuốc. Nên là... Bạn anh gắn thuốc lắm nên không bao giờ. Nếu như mà hôm nay mình có cơ hội thì anh có muốn yêu xa không anh? Anh sẽ vì em mà. Tại vì nếu mình cho nhau cơ hội thì ở đâu anh cũng không có ngại cả. Ở đâu anh cũng không có ngại cả. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Tôi nghe tới câu anh sẽ vì em tôi vô rồi đó. Được, nãy giờ cặp này trò chuyện hợp lý. Chưa nghe nói gì tới chuyện tỏ tình đồ hay là bây giờ buổi hẹn hò đầu tiên sao hết trơn vậy em. Chờ hoài luôn. Chứ không thôi có nhiều cặp lên đây ngồi nói chuyện cho đã xong rồi bấm nút xong đi ra về chương trình cái là mất tiêu luôn. Chị không muốn vậy, mang tiếng chị mà mai quá à. Mình phải có một cái đánh nhanh rút gọn vô một cái, ít nhất là phải có thiết lập được một cuộc hẹn sau cái chương trình này. Dạ cái điều đó là điều hiển nhiên rồi chị. Nãy giờ chưa có nghe, tôi rình ra ngoài tôi đâu có nghe đâu. Nếu mà mình có cho nhau cơ hội thì mình có thể nói chuyện ngay trong hôm nay được không nhỉ? Dạ được ạ. Trời bà dễ tính quá, dễ dãi quá. Người ta kêu một cái cuộc hẹn là cuộc hẹn khác,
ngày khác. Còn hôm nay là cái chương trình đã tạo cho mình cơ hội là cái hôm nay không có tính. Bởi vậy thiệt tình luôn, bởi gái thiệt khổ tâm ghê. Thôi được rồi, bây giờ hồi nãy Tường ra ngoài thì Tường có ngồi chung với người nhà của hai bạn. Hôm nay là ai cũng có dắt người thân đi theo đúng không? Yeah. Bây giờ mình sẽ trò chuyện vài câu với những người thân của mình, xem ý kiến của họ cho cái buổi gặp mặt của mình hôm nay như thế nào nhé. Mời hai bên vào ạ. Trời, nhà gái đông dữ, nhà trai đâu, mình em hả? Trời ơi, đông quá, lấn át quá. Trời ơi, chắc 5-6 cô này trong hình hồi nãy phải không? Dạ đúng rồi chị, đó là người bạn thân của em. Rồi bây giờ bên đây mình lép vế mình nói sau đi, bên đây nói trước. Thế tụi em là như thế nào với bạn gái ở đây? Tụi em thì có đây với đây với đây là học từ cấp 3, chơi với nhau từ cấp 3. Còn đây là em họ của bạn em. Rồi. Ê, hôm nay nãy giờ đứng ở ngoài là nghe hết câu chuyện phải không? Tôi nghe nãy cô nào ngồi gần tôi bàn tán dữ lắm. Cái này là đó. Bây giờ cho chút xíu ý kiến coi. Em cảm thấy rất là ekip thì rất là chuyên nghiệp. Dạ thì ai cũng vui tính hòa hợp. Còn riêng anh em chính ở đây á, thì cảm thấy hợp với bạn em khoảng 6/10. Chỉ có là cái tiêu chuẩn là bạn em, bạn này hơi chê bạn em lùn là em không thấy, thấy nhục nhột đó. Đó chỉ có cái đó thôi. Với lại ngoài ra thì không có cái gì để em thấy mọi thứ là ok. Biện Minh coi, Biện Minh đi nhột nguyên một nhóm luôn kìa. Anh nói sao mà mấy bạn này nghĩ sao em chê bạn ấy lùn người ta? Vì cái tiêu chuẩn em đặt ra thôi mà. Em không hề chê. Nhưng mà đó là tại ước mơ thôi, ước mơ trong đời không? Đâu có ai đâu ngờ. Mở ra nó khác nhưng mà người ta vẫn ok mà. Người ta vẫn rất là hân hoan đúng không? Rồi, thế vui lên em, mình dù mình ít người nhưng mình không sao. Có chị Tù, em là gì? Dạ em là anh họ ở trong. Anh á hả? Rồi hôm nay anh nhìn thấy cái buổi hò hẹn này anh có cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy buổi hò hẹn này nói chung là em thấy bạn nữ vui tính, cũng dễ gần, cũng nói chuyện dễ thương. Với lại em thấy cũng hợp với thằng em, bởi vì nó tính nó ít nói lắm. Nói chung là bù qua sức lại anh thấy cũng rất hợp. Nó có tật xấu gì không em? Không có tật xấu gì, nó cũng không hút thuốc. Nhậu nhạc thì lâu lâu anh em rồi nó cũng làm ít, uống ít vậy nó nghỉ chứ nó không uống nhiều. Nó cũng, nó còn cái tính của nó, nhìn nhà tính nó rất là trưởng thành luôn á chị. Vậy mà sao nó ế vậy em? Đi cứ đi làm về là ở nhà, không có thích ra ngoài đường. Ít khi đi chơi, có khi nào mà em lên em rủ cái này là nó mới đi với em thôi, còn là ở nhà biết. Thôi dạo này em đừng rủ nó nữa nha. Mà em hãy điện thoại nên đốc thúc nó chịu khó đi xuống Biên Hòa nha. Nó hơi tình yêu hơi xa xa chút, vậy nó phải có động lực nó mới trưởng thành, nó đi cho nó gió rồi cho nó sạm chút xíu. Rồi em có bồ chưa? Dạ chưa. Em có muốn cười nãy nãy cô nào là cô này nãy ngồi gần tôi phải không? Hồi nãy em vụ này là cái gì vậy? Em like like này là lúc đó cái ý gì vậy? Em like vậy? Dạ thật ra thì em thấy bạn của em với bạn em á thì thấy có nét phu thê. Dạ nên là em mới like. Vậy bây giờ bốn bạn cử đại diện, giờ mình nói một câu gì đó để mà mình như một cái lời khuyên hay là một lời nhắn nhủ gì đến người bạn gái của mình đi, để ngồi nó cô còn đưa ra quyết định chứ. Em có bốn từ để nói với bạn em thôi. Đó là bấm đi đừng ngại, bấm đi đừng ngại. Bấm đi đừng ngại, không bấm tao bấm. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn nha. Rồi cảm ơn em luôn. Quá vui, quá vui. Bây giờ chương trình sẽ có thêm một vài cái trò chơi nhỏ nhỏ dành cho các bạn nữa nha. Bây giờ chúng ta mỗi bạn sẽ bóc một lá bài, coi chương trình đưa ra cái yêu cầu gì. Rồi đọc lớn lên coi nè. Cô bạn gái của bạn bị rớt dây giày hoặc làm rơi giày như lọ lem, bạn sẽ làm gì? Tái hiện thử với bạn đối diện. Hiểu không? Làm liền. Đứng lên em, rồi cởi chiếc giày quăng ra ngoài đó giùm chị đi em. Đó, để coi ảnh làm gì. Giờ rớt rớt xúc chiếc giày ra đi, rồi mình cởi một chiếc giày ra đi. Đó, mình quăng để ra đó. Đó. Rồi mình đi cà nhắc nè em. Đó, coi bạn trai mình làm gì. Đó, trời ơi, nhỏ này nó cũng ác dữ. Thao quá. Trời ơi, nó ác ghê vậy đó. Rồi, đó được rồi. Trời ơi. Đó là thử thách á chị. Thử thách đó. Cẩn thận hơn nhà em yêu, cẩn thận hơn nhà em yêu. Được không em? Dạ được ạ. Nãy biết vậy chị để đi xa xa tốn ngoài kia luôn. Rồi giờ đứng đứng gần coi, hai đứa nhìn nhau đứng gần coi. Chiều cao cân xứng không em? Nãy em nói em 1m8 mà nhiều khi giờ dưới 1m6 là lùn quá đâu gì đó. Rồi giờ sao em? Thôi cứ nếu một bà thấy dễ thương mà thôi không tính tới chiều cao nữa vậy. Nhỏ nhỏ vậy có gì người ta ẩm ta chạy cho nó lẹ. Đúng không? Dạ. Hợp lý quá trời rồi. Rồi về chỗ. Tới phiên bạn gái. Chương trình ta chọn người hợp lý muốn chết rồi.
hai bạn có một buổi hẹn hò lãng mạn ở ngoại ô thành phố. Vì một lý do bất khả kháng, hai bạn phải qua đêm ở ngoài. Hai bạn sẽ làm gì cùng nhau tối nay? Rồi làm gì nói đi, em muốn làm gì em nói trước đi. Thôi bạn trai nói trước đi, để phụ nữ ta nói sau nè. Thôi cứ thử thách cho bạn sao em nói được. Trời ơi, nó làm gì ghê quá trời. Anh nếu ở ngoại ô thành phố, bắt xe về thôi chị. Ừ, bắt xe về. Ta bất khả kháng rồi, ta không về được rồi. Họ đang đi hẹn hò với nhau nữa. Ví dụ như bữa nay đang hẹn ở trên Bủ Long hay gì nè. Rồi đang chơi gì, đang hẹn hò cà phê giống cảnh hay gì đó, làm gì tôi đâu biết. Rồi, dạ. Trường hợp bất khả kháng giờ trong Bủ Long đóng cửa đột xuất, coi cái chuyện gì rồi, hai đứa ở chổng làm gì giờ? Dạ, gọi người thân đến cứu ạ. À. Ừ, cứu đâu, đã bất khả kháng rồi mà cứu. Đi hẹn hò với bạn trai chứ phải bị gì đâu mà đi cứu. Ủa mà lý do bất khả kháng là sao vậy? Ý là không liên lạc được với người thân. Ờ thì bây giờ là coi như là không có đi rồi, hai bạn chỉ có ở đó với nhau thôi đó. Vậy hai bạn sẽ làm gì với nhau đêm đó? Đưa đây tôi đọc cho rõ coi, bởi vậy bực bội dễ sợ luôn nè. Đây nè, hai bạn phải qua đêm ở ngoài, hiểu không? Coi như mình đang đi chơi, đang hẹn hò nè, mà vì một lý do bất khả kháng nè, hai đứa mình không có đi về nè, hai bạn phải ở qua đêm bên ngoài. Vậy thì hai bạn sẽ làm cái gì cùng nhau trong cái đêm đó? Ví dụ như là chơi bánh đũa, ví dụ như là đốt đèn cầy, hay là chơi bún thung, hay chơi cò cò, hay là ngồi ngắm sao gì đó, thí dụ vậy. Thì em muốn em sẽ làm gì với bạn gái đêm hôm đó? Em thì chắc kêu đồ ăn, chứ ăn tới sáng luôn á chị. Kêu đồ ăn, ăn tới sáng luôn hả? Nói thiệt lòng coi nè, vậy em muốn làm gì, hai đứa làm gì nguyên đêm? Không biết nói gì luôn á chị ạ. Bởi vì đầu óc đen tối quá à. Em muốn làm gì, hai đứa làm gì nguyên đêm? Dạ thì mình thức tới sáng nói chuyện luôn chị. Ừ, có một cơ hội. Mình nghĩ đơn giản thôi. Cơ hội, đáng lẽ mình hẹn hò là tối mình phải về đúng không? Một cái cơ hội bất khả kháng nào đó, mình không có phương tiện đi về. Dạ. Hoặc là mọi thứ gì đó, thì mình ngồi đó mình có thêm một cơ hội trò chuyện với nhau tới sáng. Dạ. Biết bao nhiêu câu chuyện, khi đã yêu nhau rồi nói ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện nữa, đúng không? Dạ. Nghĩ chi đầu óc đen tối vậy? Ăn gì mà ăn tới sáng? Ăn thịt nhau à? Cười 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 hay lắm. Rồi thôi cũng tạm được đi, mấy bạn này còn trẻ còn ngại ngùng, đầu óc đen tối quá. Chương trình này có để sẵn đây cho các bạn ha, mấy tấm giấy với hai cây viết, chắc là có ý đồ muốn vẽ, muốn viết, muốn làm thơ gì trên đó đó. Hai bạn muốn viết gì cho nhau đọc rồi viết đó. Trong vòng một phút các bạn hãy làm một cái gì đó để tặng người bên kia làm kỷ niệm. Sao bên đây ngắn gọn quá vậy đó. Trao nhau làm kỷ niệm đi rồi đưa lên. Đưa lên máy quay coi là cái gì. Đọc đi cưng. Cái này là cái gì vậy? Bấm nút nhanh mặt cười. Còn cái này là cái gì? Mặt cười. Có cái mặt cười hả? Dạ. Còn cái trái tim mà có chỉ nó là ý gì? Tim có gai. Tim đang rung động hả vậy? À rung động hả? Trời dịch hay dữ vậy. Cái đó, ủa tim đang rung động hả? Dạ. Ủa cái tim mà có chỉ là tim sao? Tim xù lông nhím hay? Dạ, tim đang rung động ấy chị. Thiệt luôn hả? Xạo nữa. Lúc em vẽ cái trái tim em chỉ này là ý em là gì? Tim đang phát sáng hay là gì? Dạ, tim đang phát sáng là đã tự cho bản thân và cũng là cho nhau một cơ hội. Chuyện như vậy đó chị. Còn trái tim em sẽ trả lời trụ lụi vậy? Anh trai cái bà mình phải tin thôi kìa. Thì tới đây là cũng là chương trình tạo cơ hội là cũng tạo cho mình một cái duyên rồi. Dạ. Nên thì anh hy vọng là chúng ta sẽ trao cho nhau những sự yêu thương đầu tiên. Và bằng việc là bằng bấm nút. Mình bấm nút nha anh. Trời, bà cứ bấm nút hoài, sợ tao không bấm hay gì đó, viết tờ giấy đâu mà còn bấm nút nha anh nữa. Rồi tự đặt tay vô nút bấm đi. Cặp này chắc tôi khỏi đếm luôn á. Bỏ tay vô. Có cần nhắm mắt không? Chứ người ta là nhắm mắt đó. Hay hai đứa nhìn nhau luôn đi, nhìn thẳng vào nhau đi. Mình phải làm khác biệt chút xíu. Một. Hai. Ba. Bấm, bấm nhanh, bấm nhanh mà bấm cũng chậm hơn người ta nó thiệt chán cù ghê luôn. Thôi tại lùng á, với không tới. Bấm cái lực hơi yếu, không cảm nha cưng nha. Yeah. Rồi, mời hai bạn về một đây đứng. Rồi, xứng đôi dễ thương ghê rồi, nắm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim nè, bác nữa hẹn hò nữa coi phim luôn. Rồi. Gửi cho em một món quà để làm đẹp của chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Em cảm ơn. Bây giờ hai bạn nè, hãy gửi tặng cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh hôn nha. Dạ. Thơm xuống nè, đó.
vậy mới có hành động chứ, để mình nếu mà ngang mình có đơn giản quá không, muốn gì phải xòm xuống rồi vậy mới được. Dạ. Nhỏ kia muốn thì nhón lên nha. Rất là vui khi ngày hôm nay Cát Tường đã mai mối thành công một cặp đôi mà Tường thấy họ có những cái điểm khởi đầu rất là dễ thương, cũng có những cái suy nghĩ cũng rất là trùng hợp với nhau, và hy vọng rằng các bạn ấy sẽ dành cho nhau nhiều thời gian để thăm hỏi, để tìm hiểu và sớm tiến tới một cái tương lai. Và xin mời họ nhà trai xuất hiện. Wow. Wow. Nhà gái mình hãy bước ra đi nào. Mời hai chàng trai nhìn thẳng về phía trước. Wow. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần giới thiệu của các nhân vật. Hôm nay mình ưu tiên bên màu xanh, do có đổi phong thủy không nè. Mời em trai ở ghế màu xanh. Xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai phần nữ ở bên kia. Và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Phạm Văn Phúc, 30 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương và đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty Nhật ở Bình Dương. Trợ lý giám đốc mà nói chuyện rụt rè nhỏ nhỏ vậy, nói lớn chút coi. Làm việc ở Bình Dương, nhà ở đâu? Hiện tại em cũng ở cùng gia đình ở Bình Dương. Quê quán ở đâu? Em sinh ra ở Nghệ An. Ở Bình Dương lâu chưa? 12 năm. 12 năm. Em trợ lý giám đốc là em làm gì? Cụ thể là em làm công việc gì? Công việc chính của em là phiên dịch tiếng Nhật. Và ngoài đó là sắp xếp kế hoạch của tiến độ của công ty. Hồi xưa giờ có đi Nhật chưa? Trước đây thì em có đi Nhật 2 năm. Bây giờ hỏi rồi cô gái ngồi ghế màu xanh cho tôi đi. Bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, xin chào MC Cát Tường. Xin chào MC Hứa Minh Đạt. Chào hai bạn nam bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trần Thị Phương Quỳnh. Năm nay em 29 tuổi, em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là em làm quản lý điều hành cho Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Đồ Đê Mí. Giáo viên thanh nhạc. Em là quản lý nhưng mà em cũng có dạy. Nhưng mà quê Quỳnh ở đâu Quỳnh? Em quê gốc ở Nha Trang nhưng mà gia đình đã chuyển vào đây sinh sống được 3 năm rồi ạ. Mình làm cái công việc bên đó là lâu chưa? Em cũng làm được 5 năm rồi ạ. Cái trường đó là trường tư hay là trường như thế nào? Dạ, trường đó là của em và em trai em đồng sáng lập. Ủa là làm chủ Học viện Âm nhạc á hả? Là hiệu trưởng hiệu phó luôn á hả? Ngày hôm nay em tới đây với ai? Dạ, em đến với em dâu của em. Phúc đi với ai? Em đi với cô Nguyễn, chị gái và bạn học thời đại học. Chị ruột luôn hả em, hả Phúc? Chị ruột rồi. Rồi, bây giờ đến chàng trai ngồi ở ghế bên phải nè, ở ghế màu đỏ nè. Em chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt, chào các bạn khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Tùng, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1982, sinh sau Minh Đạt một ngày. Trời, biết ngày sinh của Minh Đạt luôn ha. Sinh sau Minh Đạt một ngày. Nghề nghiệp của em là giáo viên, chuyên môn là dạy thể dục. Và ngoài ra em còn làm bên mảng bóng đá của chuyên nghiệp. Hèn chi tướng ngon ha. Đứng lên cả. Ngon, chắc. Rồi, ngon, được. Rồi, được. Ui, sao sinh sao tôi mà sao bự hơn tôi vậy? Ta sinh sao ngày mà ta... Ôi, để ý tôi quá à. Quê Tùng ở đâu? Em sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, gốc thì ở Thanh Hóa. Rồi, hiện giờ đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương chị. Bữa nay hai chàng trai đều ở Bình Dương hết. Tham gia chương trình có ai đi chung với mình không Tùng? Số là buổi chiều hôm nay em đang có một cái buổi học để thăng hạng bên nhà nước á chị. Nên là cập rập quá nên là em... Cứ vậy là em xin phép thầy cho cái chạy luôn. Ok, không sao, có gì bữa nay chị sẽ làm người nhà của em ha. Chị sẽ tư vấn giúp cho em. Rồi, mời cô gái bên chiếc ghế màu đỏ bên kia. Đừng chờ gì nữa, em tự giới thiệu mình đi. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai bạn nam bên kia, cùng toàn thể khán giả trường quay của ngày hôm nay. Em là Phan Thị Yến, năm nay 30 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Công việc chính của em là làm điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ, điều dưỡng chăm sóc nhi. Mà bệnh viện dạ, gì? Dạ, bệnh viện ở Gò Vấp luôn. Y tá? Dạ. Điều dưỡng thì cô y tá là xinh đẹp nha. Rồi hôm nay mình đi với đây, đến đây mình có đi chung với người thân của mình không? Dạ có ạ, em đi cùng với tất cả đồng nghiệp ở cơ quan em. Đi mấy người? Dạ 10 người. Hả? Dạ 10 người ạ. 10 người? Wow. 10 người lận hết Tùng ơi. Có nghĩa là hôm nay ủng hộ cho Yến rất là cao luôn. Nhưng không sao nha, đừng lo lắng, đừng sợ hãi gì hết. Có một cái cảm giác hình như là... Sao? Tùng có cảm giác gì Tùng? Không biết là có phải bằng Yến này không? Là quen hả? Thì em có kết bạn với một bạn tên là Phan Yến, cũng làm bệnh viện Nhi ở Gò Vấp. Phan Yến bệnh viện Nhi Gò Vấp, còn này là Phan Thị Yến, cũng có thể là Phan Yến đó. Kết bạn trên Facebook phải không? Mà nhà cũng ở Thanh Hóa. Mà kết bạn trên Facebook hả? Dạ, có kết bạn trên cái phần bạn muốn hẹn hò ở Facebook. Wow.
Vậy là có thể Phan Yến, tại vì có thể người ta lượt bớt chữ thị thôi. Không biết. Mấy đồng nghiệp ngồi dưới cười quá kìa. Nhưng mà em đã gặp bạn Yến này ngoài đời chưa hay là mới kết bạn? Dạ em nhìn thấy trong ảnh rồi. Vậy thì hôm nay nếu mà phải duyên thì mình gặp nhau ngoài đời. Đúng rồi, trời ơi, đi đâu lanh quanh. Bạn Yến này có một cái răng khểnh. Có một cái răng khểnh. Phải không? Bạn sai rồi. Có răng khểnh rồi hả? Có hai cái răng khểnh lận. Hai cái răng khểnh đúng luôn. Hai cái răng khểnh lận chứ không phải một đâu, cái đâu. Hai bạn tự hỏi nhau vài thông tin coi có phải mình đã từng nói chuyện với nhau chưa. Rồi mời Tùng. Em có nhắn tin cho bạn Yến có chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon, chúc buổi tối gì đó. Bạn dạ cảm ơn anh, vậy thôi. Hỏi phải không? Ý là hỏi phải em không đi. Mà có đúng không bạn Yến? Đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ. Wow. Và em có nói một câu là không biết đến khi nào mới gặp được em. Không biết đến khi nào mới gặp được em. Bạn đó có trả lời không? Bạn không trả lời, bạn xem thôi. Phải duyên số mới khớp được vậy. Đúng chứ rồi, rồi. Chứ chương trình đâu có biết là các bạn kết bạn với nhau đâu. Em cũng có một cái điều này muốn tâm sự. Tâm sự. Tức là em chỉ là thấy cái chương trình này là em nghĩ là chương trình offline thôi. Em mới bấm vô em đăng ký, em bụng bụng ngồi em đang bấm vô đăng ký vậy đó. Hai người đó là chương trình online. Rồi có bạn biên tập mới gọi là thuyết phục em tham gia. Thì em nghĩ là chắc đó là cũng là cái duyên. Duyên đúng rồi đó em. Bao nhiêu con người. Em nghe thông tin bạn nói là em cứ ngỡ mà không phải hay không. Dạ. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn một chút xíu. Ủa nó nghe nè, em coi hình của Yến rồi phải không? Ủa, nhưng mà em không biết là bạn Yến phải bệnh. Nhưng mà Yến có coi hình của ảnh chưa? Dạ có rồi nhưng mà em cũng... Quên rồi. Sao sao? Không có ấn tượng phải không? Ừ, cũng có, nhưng mà em cũng... Ủa sao em đọc tin nhắn của tao mà em không trả lời vậy? Ủa nhưng mà chị đâu phải chắc chắn là bạn Yến đó đâu chị. Tôi cứ cho như là phải đi, đọc tin nhắn tao không trả lời. Tại vì đôi lúc em cũng bận nhiều công việc quá. Dạ. Đôi lúc mở ra thì mình cũng chưa kịp trả lời gì đâu. Hơi hờ hững chút xíu ha. Hy vọng hôm nay có một cái duyên gì dính nhau để mình đỡ hờ hững nữa ha. Hôm nay nãy giờ mình nghe câu chuyện của người ta mình cảm thấy như thế nào? Đó giờ có rà quen ai trên Facebook rồi kết bạn gì chưa? Có sử dụng chơi Facebook nhưng mà vẫn chưa có tương tác ở trên Facebook. Chưa tương tác được phải không? Tự tin lên chứ nãy giờ hơi rụt rè nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em cũng tình cảm. Sống tự lập sớm cho nên là cũng làm được tất cả việc nhà. Cũng chơi được nhiều môn thể thao. Thể thao chơi, chơi môn gì? Chơi golf, chơi võ thuật. Có chơi golf nữa, chơi võ thuật. Cũng chơi golf là một môn rất là khó. Đi chơi cái đó ha. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là con ngại về cái giao tiếp với các cái bạn khác giới. Khá là rụt rè. Mà nó nghe nè, mình chơi thể thao đồ lùm lá ra mà sao nó kiểu như nó hơi mong manh dễ vỡ vậy cơ. Chắc là chơi nhiều quá vậy. Chơi nhiều quá nó cũng bị vậy, phản tác dụng hả? Con gái bên đây có rụt rè không nè? Em là người khá mạnh mẽ và quyết đoán. Một khi em đã muốn làm điều gì đó thì chắc chắn em sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Thứ hai mạnh là mẽ. Em cũng sống tình cảm. Còn điểm yếu thì em cũng hay quên. Thì nhiều công việc ví dụ thì, em quên cái gì? Ví dụ những cái công việc nhỏ thì thường là phải là có người nhắc. Hoặc là ví dụ có giận hờn gì đó thì em cũng quên nhanh lắm. À quên cái đó thì hay đó ha. Giờ em nhắc nè, cái này để em chi vậy? Cái này là món quà lát nữa em sẽ tặng cho họ nhà trai cùng với hai MC và toàn thể khán giả. À. Rồi bây giờ chị muốn nghe thông tin của Yến một chút xíu nè. Tại vì trường nghe bên đây bạn trai giới thiệu mình cũng tò mò chút xíu. Yến thì sao Yến? Những điểm mạnh điểm yếu của mình là như thế nào? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn ạ, là mẫu người của phụ nữ gia đình, ca hát. Còn điểm yếu của em là kỹ tính, cũng khó tính. Mà nãy nghe có thích ca hát, có thể mời Yến hát một bản được chứ? Đúng rồi, vỗ tay. Trời ơi. Dạ, em xin gửi tới hai bạn bên kia, hai MC cùng toàn thể khán giả bài hát Tình Anh. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó. Anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ. Rồi vì người đi mãi sẽ không về. Dạ. Cảm nhận giọng hát của Yến như thế nào? Dạ bạn hát rất ngọt ngào ạ. Rất là ngọt ngào. Dạ. Mình cũng nên đáp lại đi. Thì em cũng giới thiệu cái điểm mạnh và cái điểm yếu của em trước. Em cứ dễ hòa nhập được với mọi cộng đồng, có thể mạnh dạng trước đám đông. Về cái mảng văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, mọi thứ em biết chút. Em biết chơi các môn thể thao, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ.
cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, bi da, bơi lội. Banh đũa biết không? Banh đũa biết không? Biết. Biết, biết. Trời ơi, banh đũa cũng biết. Cái đó hồi nhỏ em chơi là ok luôn. Đúng còn rồi, về, thầy giáo dạy mà phải đâu. Còn văn hóa văn nghệ thì em có thể là hát các thể loại nhạc. Biết hát nhưng mà không hay lắm. Dạ. Thì khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính, nhưng mà xong rồi thì thôi rất là nhanh nguội. Thế thì bữa nay em định hát tặng mọi người cái thể loại nhạc gì? Bạn bên kia có cái đàn guitar, em cũng nhờ cái đàn guitar đó tặng bạn. Ok, trời anh sẽ đờn cho em. Ủa, ai đờn? Em rồi hát đi nè, tôi chơi luôn. Vì đó là em đi ạ. Vì đó là em. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Dạ hết rồi. Sự kết hợp của anh tâm gì vậy? Dạ. Tâm gì á? Tâm đơ đó em. Tâm đơ đó em. Tâm đơ biết tâm mà. Gì hết trơn á. Bởi vậy anh tâm trong em đơ luôn. Rồi. Thôi nhưng mà như vậy là vui rồi, mình giúp vui cho chương trình thôi mà. Thôi bây giờ mình vô tình trường nè. Tình trường sao em trai ghế xanh? Em thì từ trước đến giờ thì đã từng trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Một mối tình là vào thời sinh viên. Ừ. Cũng hơn một năm một chút. Hơn một năm sao chia tay? Lúc đó cũng đừng còn trẻ, cuộc sống cũng chưa có ổn định. Mối tình thứ hai thì mối tình sau khi đi làm cách đây gần 2 năm ấy. Thời gian đó là cũng tìm hiểu một thời gian ấy. Được bao lâu? Cũng gần được một năm. Tính cách quan điểm không có hợp ấy. Không hợp là không hợp về cái vụ gì? Ví dụ như em thì em muốn sống ở khu vực miền Nam ấy. Và đó ví dụ lại muốn về ở ngoài Bắc. 2 năm nay ở không? 2 năm nay vẫn chưa. Vấn đề công việc ấy. Bận lắm hay sao? Khá là bận. Rồi vậy giờ có bạn gái, thời gian đâu mà chăm sóc bạn gái rồi đi chơi là hẹn hò với bạn gái? Không, tức là cái thời gian để mà mình tìm hiểu ấy, tức là ấy là mình chưa có thời gian để có cơ hội để gặp được cái nửa bên kia thì. Chứ thời gian vẫn có mà, vẫn chơi thể thao, chơi đủ thứ môn mà đúng không? Rồi. Chị sao? Nhút nhát mà biết chơi, nhút nhát chơi boxing đồ chứ. Có cái tướng mà lớn chơi boxing là bóc sao trời? Người của em thì có hơi ổn nhưng mà em thì có sức mạnh khá là tốt. Em có thể bốc được 120 kg. Hít đất cho tôi 15 cái đó. Đó giờ chương trình này tôi chưa bắt ai hết đất. Wow. Một, đếm đi quý vị. Nhanh, tốc độ nhanh lắm. 7, 8, 9, 10, 1, 2. Tốc độ nhanh ha, khỏe. Đi hết một cái nữa. Hỏi một chút xíu nè, giỏi quá. Rồi học tiếng Nhật, tiếng đồ nữa. Rồi mình có cái dự định gì riêng cho tương lai mình không? Phát triển sự nghiệp của mình không? Thời gian đi ở Nhật về ấy, cũng vào công ty làm thì cũng định hướng là tương lai một thời gian sắp tới có thể ra để mở công ty riêng. Mở công ty riêng, công ty làm về cái gì? Bên công ty của Phúc thì đang làm về mạng thiết kế máy tự động. Vốn lý nó đủ hết chưa? Để dành được đủ chưa? Về vốn liếng thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Được nhiêu rồi? Mình thiệt tình mà em ơi, thời buổi giờ có sao nói vậy đi. Khoảng 3-4 tỷ. 3-4 tỷ. Trời ơi, làm gì mà trời ơi, giỏi quá. Thấy chưa, em thấy chưa? Thấy chưa Đạt, giỏi lắm á. Cái này có thể mở thêm cái trường dạy boxing nữa rồi đó. Kết hợp với là cái trường dạy nhạc này nữa, hay quá chị Tường ơi. Rồi thôi để nó đi, rồi tới tình trường bên kia đi. Cái vụ đó tôi nghe tới 3-4 tỷ là 2-3 tỷ là tôi im rồi. Giỏi quá, giỏi quá. Giỏi quá anh. Giỏi quá anh ơi. Về mình kìa, tại sao tới bây giờ vẫn cô đơn với một cô bé giỏi, tài hoa, có thể tự quán xuyến được cả một cái trường học? Thật ra thì em cũng rất là tập trung cho công việc, cho nên em không có thời gian để đi tìm hiểu nhiều. Với lại tính em trước giờ cũng ít chủ động. Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á, thì em cũng không có muốn phát triển thêm. Vậy là mình được mấy mối tình rồi? Em mới có một mối tình, thì mối tình này rất là sâu sắc. 7 năm. 7 năm? 7 năm. Trời ơi, 7 năm sao chia tay vậy em? Tại vì bạn này bạn rất là giỏi. Bạn được định hướng đi tu nghiệp sinh ở Nhật. Bạn hiện tại có quốc tịch Nhật luôn rồi. Không có ý định trở về Việt Nam nữa. Cho nên là tụi em mỗi người sau này đều có một định hướng riêng hết. Em thì phải phát triển sự nghiệp ở đây nên là tụi em chia tay. Mối tình một người đi Nhật và một bên kia là 2 năm ở Nhật đi về. Lát xuống xe. Lát xuống lên xe. Lát xuống lên xe. Lát xuống lên xe. Lát xuống lên xe.
thương bác xà. Nhưng mà chàng trai này là đi Nhật, nhưng mà người ta về người ta muốn định hướng phát triển ở Việt Nam, chuẩn bị mở công ty ở Việt Nam. Bây giờ em đã quên hẳn anh ấy chưa? Hay là còn hy vọng chờ đợi? Dạ, tụi em chia tay năm 2017 rồi chị. Cũng lâu lắm rồi. Năm rồi. Dạ. Hy vọng là em sẽ tìm được một người mới trong tương lai nha. Dạ, cảm ơn chị. Cụ thể là ngày hôm nay có thể thấy cũng có dính dính cho Nhật đó, chắc Nhật được á. À, mình sao? Dạ em thì nói chung là về đường tình duyên thì gọi là lận đận. Mấy mối tình mà lận em không, khoảng 5 mối tình. 5 mối tình. Dài nhất là 5 năm. Và ngắn nhất thì là 1 năm. Cái mối tình 1 năm là chị không nói, nhưng mà cái mối tình 5 năm là rất dài. Không hợp ở cái điểm nào mà phải chia tay em? Bạn ấy quá trẻ con. Bây giờ bé đó cũng vẫn dạy trong cùng trường với em. À vậy hả? Vẫn gặp nhau nói chuyện bình thường. Em thì được cái là khi mà mình chia tay với một người bạn gái nào đó thì người ta vẫn trân trọng, vẫn quý mến mình, vẫn hỏi thăm mình, chứ không phải là xem nhau như người xa lạ. Mối tình đó là chia tay lâu chưa? 4 năm. Mối tình gần đây rồi nhất sau nè. Nữa là mối tình nào? Một năm. Một năm. Tới tuổi kết hôn rồi đó, tại sao chia tay luôn? Bạn ấy quá kiểm soát anh. Ngày 24 tiếng đồng hồ thì coi như mình bảo tin nhắn, không trả lời thì gọi là giận hờn vu vơ rồi cầm đứng. Nói chung là em cảm thấy là bạn ấy không có tự tin trong cái chuyện tình yêu. Bạn ấy rất là giỏi về cái mặt cuộc sống, công việc. Em có chia sẻ một cái điều là những bạn gái cũ của em đó, em chia tay ai em cũng coi là bạn. Chờ hỏi Yến đi. Yến ơi, dạ, ví dụ bây giờ em có một người bạn trai, nhưng mà người bạn trai này là hàng ngày đi làm, ngày nào cũng gặp cái người bạn gái cũ mà quen tới 5 năm trời. Dạ. Em có bị ảnh hưởng lung lay tình cảm, em có ghen tuông gì không? Dạ cũng có. Quan trọng là mình thôi, mình sẽ rõ ràng cái mối quan hệ đó. Tình trường của Yến sao nào? Em thì có 3 mối tình chị. Mối tình gần nhất là chia tay năm 2017, yêu nhau được gần 3 năm. Vì sao chia tay? Cũng có nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là bên gia đình bên đó cảm giác em không nhận được sự tôn trọng bên đó. Đó là gia đình bạn trai không thích em hay là gia sao? Đình... Dạ vâng ạ, em cảm nhận được điều đó. Thời điểm đó cũng chưa gặp gia đình bên đó. Chưa gặp luôn mà, chưa, vậy là chưa về gia đình luôn. Bạn trai em nói cho em nghe hay sao? Dạ khi, bởi vì khi mà chia tay á, trước đó em có hỏi nhưng mà bạn ấy không phủ nhận điều đó là gia đình không thích. Đến cái phút cuối cùng khi bạn ấy đi lấy vợ, em vẫn hỏi lý do cuối cùng, bạn nói là gia đình không thích mình. Người ta có vợ luôn rồi. Dạ, chia tay khoảng được 2 tháng là cứ vợ. Giờ mình sẽ thăm hỏi thêm ý kiến của người thân một chút đi. Họ nhà gái rất là đông. Nhà gái rồi nào? Em gái đã cầm sẵn micro rồi, mời em giới thiệu đi ạ. Em đi ủng hộ cho bạn nào vậy? Em xin tự giới thiệu, em là Ngân, em là đồng nghiệp của chị Yến ạ. Xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Bình Đạt và các quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em đã làm chung với chị Yến khoảng 3 năm. Chị Yến là một người rất là tình cảm, nhẹ nhàng với đồng nghiệp, với bạn bè và cả với bệnh nhân nữa. Chị Yến là một người rất là tuyệt vời. Chị có một cái tính xấu là hơi kỹ tính. Dạ. Nhiều khi tụi em cũng nhắc là đừng có kỹ tính quá bà có ơi là chứ. Có phải là bệnh nghề nghiệp không em? Dạ có thể chị. Mà tại vì nhiều khi kỹ tính quá đó nên là gặp ai cũng không ưa hết á. Nên khó lắm. Dạ. Gặp đâu thấy vi trùng. Gặp đâu thấy vi trùng. Vi rút. Em nhận xét về hai chàng trai của chương trình như thế nào nè? Em thấy là hai anh thì có rất là nhiều điểm phù hợp với chị của em. Tại vì đều là người ở gốc của miền Trung đúng không ạ? Anh ghế đỏ thì lại rất là có duyên với chị Yến. Cảm nhận của em thì em cảm thấy là em thích anh ghế xanh hơn. Lý do? Tại vì em cảm thấy ảnh có một sự điềm tĩnh ở bên trong ảnh, mặc dù ảnh hơi nhút nhát một chút xíu nhưng mà em thấy ảnh rất là điềm tĩnh. Còn anh áo đỏ, anh ghế đỏ thì nãy anh nói là ảnh có một khuyết điểm đó là hơi nóng tính. Mà tính chất của công việc của chị Yến á, thì trực đêm rất là nhiều và phải cần một người đàn ông có thể quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều. Cảm ơn em. Rồi có 11 người đồng nghiệp ở dưới là mỗi người một ý luôn á. Thôi chết luôn á. Bàn tán nhau quá trời rồi. Luôn rồi kìa. Bây giờ qua em tới bây giờ là quyết đoán là Yến thôi. Bạn gái màu ghế màu xanh ai ạ? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nhật Thi, em đến đây ủng hộ chị Quỳnh với tư cách là em dâu. Chị Quỳnh là một người phụ nữ thuộc tiếp hiện đại và độc lập, cho nên là bản thân chị Quỳnh có một cái cá tính rất là đặc biệt. Ngoài những lúc trong công việc ra thì chị Quỳnh vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình, và đặc biệt là chị Quỳnh nấu ăn rất là ngon. Thì em cảm thấy là một người đàn ông phù hợp với chị Quỳnh là một người đủ điềm đạm để có thể hài hòa được với lại cá tính mạnh mẽ của chị Quỳnh. Thì theo em nhận thấy là hai anh ở trên đây là anh nào cũng có cái chất riêng và cũng rất là ok hết. Nhưng mà cái này là xét về cái gu của chị Quỳnh thôi, tại vì hai chị em cũng hay tâm sự với nhau á, thì em cũng nghiêng về anh ghế xanh hơn. Hai anh chị khi mà gặp nhau và cùng màu ghế thì hai anh chị sẽ cùng nhịp đập cảm xúc với nhau. Dạ em xin hết. Rồi cảm ơn em. Đó là ý kiến của họ nhà gái. Bây giờ mời Đạt hãy phỏng vấn ý kiến của họ nhà trai.
Dạ em xin chào chị Cát Tường. Dạ, dạ chào anh Hứa Minh Đạt và chào các khán giả của trường quay. Em là Phạm Thị Lan, là chị gái của Phúc. Em ấy là do là đi học nhiều rồi là đi nước ngoài nữa nên là không có cái thời gian để tìm hiểu, rồi nay cũng lớn rồi, nhà cũng nôn. Hối ha chị ha, nhà là... hối ha. Em thì rất là hiền, có lẽ chắc vậy nên khó kiếm bạn gái hay sao đó. Em rất là thương em ấy, tại vì đi tự nhiên một mình như vậy rồi tự bôn ba như vậy. Mẹ thì yếu mà mẹ thì ở quê vào ở nông thôn cho nên tất cả mọi thứ là do em ấy tự. Trong nhà không có ai giúp đỡ hết phải không? Tự mưu sinh đúng không? Ở góc độ của chị thì chị chấm cô ghế xanh. Cảm ơn chị. Rồi em trai mời em. Em là bạn học của Phúc đúng không? Dạ em là bạn đại học với Phúc ạ, rất thân với Phúc ạ. Bạn đại học là học ở đâu? Tính Phúc đúng không? Học đại học Bách Khoa. Ồ, học đại học Bách Khoa nữa hả? Phúc học đại học Bách Khoa xong đi làm ở đây một năm ở Viettel, rồi sau đó là tự đi học tiếng Nhật rồi tự đi Nhật. Bạn ấy có điểm yếu là cứ đứng trước phái nữ là bạn ấy run rồi bạn ấy không nói được. Bạn thân hồi đi học phải biết có tật xấu gì không? Hồi xưa bạn đi học nó khác với các bạn khác là bạn phải tự kiếm tiền rồi tự mua máy tính, tự mua xe máy, tự mưu sinh suốt sinh viên. Nên là có thể là cái cách ăn mặc của bạn ấy không có chỉnh chu hay là không có đẹp bằng các bạn mà bên kinh tế. Không sao em, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cảm ơn em nha. Thầy giáo của tôi đi một mình, tôi xin đại diện họ... Đó, đây. Đúng không? Dạ đúng tôi rồi chị. Tôi xin đại diện họ nhà trai vậy? Tùng, đẹp trai. Đúng, có. Cho em con cái đính chính. Theo các bạn nữ chia sẻ thì mình cũng muốn chia sẻ lại. Riêng bản thân em, đối với những người yêu của em trước đây, chưa bao giờ em có một lần nổi nóng. Thậm chí bạn đó sai, em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Mình không hơn thua gì với người yêu của mình cả. Còn đối với người phụ nữ, em mồ côi cha lúc em mới 5 tuổi. Từ khi học cấp 2 trở lên, em cũng tự lập, mưu sinh, làm tất cả các việc từ phụ hộ, làm công nhân, làm tất cả mọi thứ. Đi làm rồi sau này mới quay lại học sư phạm, rồi mới đi lại đi dạy. Trong người em lúc nào cũng suy nghĩ là sau này dù thế nào, khổ như thế nào cũng không để cho người phụ nữ của mình phải khổ, phải rơi lệ như vậy. Chị hiểu mà, chị đồng cảm với em. Cho nên chị thật sự nếu em không nói thì chị cũng đang chuẩn bị định nói về cái chuyện nóng tính của em. Thật ra là người ta nói khuyết điểm mình nóng tính vậy thôi. Nhưng mà giống như Tường cũng vậy nè. Tường ai hỏi mình khuyết điểm là gì thì Tường cũng là nóng tính. Nhưng thật ra cái nóng là mình, nếu mình cảm thấy cái điều đó nó sai thì mình buộc phải lên tiếng. Đó, tôi bảo vệ nhà trai của tôi một chút xíu thôi. Thiệt. Rồi tự động phấn đấu vươn lên, bây giờ người ta cũng có công việc làm ổn định nè, mình vẫn đang sống với mẹ đúng không em? Thực ra là mẹ em ở nhà, em sống xa nhà, rồi em tự lập bươn chải, em đi dạy rồi tính là mua nhà trước. Nhưng mà thực ra lúc trước thì em thích xe, em làm mua xe trước. Xe là bây giờ mình mua xe mình đi hay mua xe kinh doanh? Thứ nhất là em mua một chiếc xe để em kinh doanh, để em làm thêm đưa rước học sinh mỗi ngày. Ồ vậy đó hả? Vậy là phải xe lớn chứ? Dạ chiếc xe lớn, là sau đó em lấy dựa vào cái đó em kiếm, rồi em đam mê của em lại mua lên một chiếc xe nhỏ em đi. Cái xe lớn đưa đón học sinh là mỗi ngày sáng chiều luôn hả em hả? Buổi sáng em dậy đến 10 giờ rưỡi, em chở học sinh từ 10 giờ rưỡi đến 12 giờ. Em lái luôn hả? Dạ em lái. Dạ. Em dậy xong rồi em ra em đi rước học sinh luôn cho các lớp em. Là xe mấy chỗ? Xe em thì có 9 chỗ. Em dạy bơi, em mở câu lạc bộ bóng đá em dạy. Rồi em liên kết với BKMS Bình Dương bóng đá và bên làm bên mạng bóng đá chuyên nghiệp nữa. Nói chung là cái công việc mình tự tạo ra thôi. Quan trọng là mình có chịu làm hay không. Rồi có thời gian để cho bản thân, rồi có thời gian. Có chị. Nói chung là thời gian mình tự cân đối được hết. Dạ, đúng còn rồi. Sức còn cài. Còn sức không? Còn cài. Đây bây giờ mình mở cửa, còn sức mở cửa không đây nè? Còn chứ. Còn, mở cửa trái tim nha quý vị. Ủa, mở cửa trái tim. Rồi. Đúng hả? Đúng hả? Đúng hả? Mình đã từng gặp nhau. Đúng hả? Mình đã từng gặp nhau. Gặp nhau. Cảm xúc. Ngồi im lặng luôn vậy. Nãy mình hứa hẹn như thế nào? Đây. Gấp vậy hả anh? Mình phải liền như vậy. Trước giờ em cũng rất ít chơi guitar. Hôm nay thì cũng mong là... Khó không? Nè, em ngồi ghế anh dễ hơn nè. Dạ. Đó, nó ra dáng một cái nghệ sĩ gì đó. Wow. Thật ra là rất lâu rồi mới chơi lại guitar, tay cũng chai luôn. Em sẽ trình bày một bài hát, chắc là cũng khá quen thuộc với mọi người, là bài Lời Yêu Thương của nhạc sĩ Đức Huy. Thank you.
nhiệt. Về trên khu phố có cô em xinh tươi, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời cô miên nhiệt đấy. Trên đôi vai em buôn trần cho anh mơ mộng, anh muốn được cùng em về miền biển vàng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp gặp anh trên phố, em ngẩn ngơ em thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt anh đã cho em quên, quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về miền biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Em muốn được cùng anh về miền biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Trời ơi, nãy giờ bình tĩnh lại chưa? Dạ. Mở cửa trái tim ra một cái là tôi thấy là tùm lum tà la hết trơn á. Người che mặt, người bịt mắt gì đủ thứ hết. Rồi, thầy giáo nói trước, cảm nhận của em như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra? Anh rất là bất ngờ. Thì hôm nay không biết do có duyên hay sao mà chương trình này ghép này gặp đúng. Hôm nay gặp mặt thì em thấy như thế nào? Dạ. Dạ sao? Dạ thấy rất là xúc động à. Bất ngờ. Dạ, bất ngờ. Còn Yến, cảm nhận của Yến như thế nào, cảm xúc của Yến như thế nào? Em cũng rất là bất ngờ khi gặp anh lên trên này, bởi vì chắc cũng có một cái duyên gì đó. Dạ. Không trả lời là tại bận phải không? Dạ, công việc của em đi làm ban ngày, xong rồi tối em còn đi làm thêm nữa, nên là em cũng rất là ít thời gian. Dạ. Em, cơ hội đã đến rồi, phất đi. Lái xe mang xe được không? Thực sự là hôm nay hai bạn nữ là ngoài cái mức suy nghĩ của em. Ngoài mức suy nghĩ của em. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Hai bạn bạn nào cũng hát rất là hay. Hai bạn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, hai bạn trai ở Bình Dương, yêu xa. Quan điểm của em về việc yêu xa như thế nào? Thực sự thì ở khu vực miền Nam thì đội viên là không cảm giác là xa được. Người ta có nói một câu là xa không lỡ lòng người, chứ không phải ở khoảng cách. Tình yêu nó cũng giống như là một cái cây vậy đó. Tuy là ở xa nhưng mình vẫn phải chăm sóc, mình phải tưới nước thì mình mới gặt hái được trái ngọt. Mỹ, trước đây em cũng đã từng quen anh ở trên Facebook á. Em cũng đã từng nghĩ đến cái vấn đề này. Dạ, đã biết em... đã suy nghĩ tới vấn đề đó rồi. Rồi, có phải vì vậy mà em không muốn trả lời không? Vì thấy xa quá đúng không? Dạ, cũng một phần ạ. Khoảng cách xa tại vì thời gian mà tìm hiểu nhau rất là ít. Đến khi mà hai người cùng quyết định, ví dụ về chung một nhà, hai người ở hai nơi công việc nó rất là cũng xa. Em nghĩ thì không có vấn đề gì cả. Tại vì em ở Thủ Dầu Một, xuống Gò Vấp rất là gần. Ừ. Có mười mấy cây thôi. Đúng rồi. Lúc trước bạn em cũng ở Gò Vấp, đường Lê Đức Thọ. Ngày cái thời mà lúc mà em còn sinh viên thì hay đi lên đi xuống hoài, chơi với bạn hoài. Bên nội em cũng ở Sài Gòn. Công việc em là giáo viên, em dạy buổi sáng, buổi trưa em đi chơi chở học sinh, buổi chiều em dạy thêm. Em nghĩ là cái người đầu đất nước với cuối đất nước, người ta còn đến được với nhau nếu mà thực sự tình yêu đủ lớn. Rồi nửa vòng trái đất ta còn yêu được mà. Còn bản thân em thì nếu mà mình là một người đàn ông thì để cho bạn gái mình khỏi phải lo vấn đề đó thì em sẽ chủ động đi xuống nhiều lần cũng được. Công việc em sắp xếp rất là dễ. Hè thì em được nghỉ 3 tháng, Tết thì em được nghỉ 3 tuần, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Công việc em làm thêm thì em tự tạo ra em làm thôi. Yến nói Yến làm thêm ban đêm nữa. Chỉ cần Yến nói là sắp xếp được thời gian là cỡ nào anh cũng tới nếu mà chúng ta bấm nút. Tiếp tù rất nhanh. Chỉ là Yến có sắp xếp được thời gian cho anh hay không thôi. Chỉ cần Yến sắp xếp được thời gian cho anh là anh có mặt. Công việc của em có trực đêm, có những lúc em vắng nhà thì mình có thể là lo được cho bản thân mình hay là con, chăm sóc con không? Anh tự lập từ bé. Khi mà anh học lớp 2, mẹ đi làm là nói nhà anh phải tự chăm sóc, anh tự nấu ăn. Để khi mà mẹ về là có được bữa ăn. Sáng dậy phải quét nhà, giặt đồ. Tất cả những cái gì đó anh đều thực hiện, làm được hết. Ba mất sớm à? Trước giờ em vẫn là người như vậy. Em suy nghĩ không phải việc này của đàn ông, cũng chả phải việc này của phụ nữ. Rảnh
thì mình rảnh tay thì mình làm, ví dụ như vợ thì nấu cơm thì mình rảnh đó thì mình ngồi mình phơi đồ. Công việc của cổ là đi đêm hay lâu lâu là cổ phải trực đêm như vậy thì em có ngại không? Không chị, thấy vợ mình như vậy thì mình phải càng phải giúp đỡ nhiều hơn. Em bên ngoài cứng rắn, em coi những bộ phim hoặc là nói về tình yêu thương cha mẹ gia đình gì đó, nước mắt thấy rồi. Nãy giờ tôi ngồi đây tôi cảm nhận mấy lần là rung rớm nhá. Em thì sao, có làm việc nhà phụ vợ không? Chắc chắn là chị, họ ở bên Nhật cũng phải tự làm mà đúng không? Các bà là phải ở trọ ở một mình ở tiệm. Nên là mọi thứ đều, việc nhà đều phải tự lo được. Công việc của em rất là bận và thường là chủ yếu là vào ban đêm á. Thì anh có ngại nếu mà cái đồng hồ sinh học của em nó hơi khác người ta. Em có thể chăm sóc gia đình con cái rất tốt vào ban ngày, nhưng mà ban đêm thì em lại muốn toàn tâm cho công việc á. Thì anh nghĩ như thế nào, anh có e ngại vấn đề đó không? Đối với anh thì cực nghi là không có vấn đề gì đó. Như là mình tôn trọng cái công việc của nhau, nhưng ban đêm là em đi dạy hả? Hay là cái gì mà ban đêm là bận? Dạ, tại vì trường em là hoạt động ban đêm, ngoài giờ đi học của các bé. Tới mấy giờ? Tới mấy giờ? Thường là có khi 10 giờ hơn. Đêm nào đâu giờ đó về thì cơm đã dọn sẵn rồi. Còn giặt vũ đồ thì đã có đó, nhanh lắm một giặt John. Sợ là một. Sợ. Giặt và xả trong một mất 15 phút về, xong. Giặt đúng rồi đúng chị. Bây giờ tôi chỉ dành còn 30 giây nữa thôi. Còn ưu tiên cho hai bạn nam, tại vì các bạn nữ của tôi thích sự chủ động. Bây giờ hai bạn còn muốn thể hiện điều gì nữa không? Mỗi người 30 giây, nếu không là chúng tôi hết giờ và bấm mọi nút. Người nói được một câu. 30 giây bắt đầu, mạnh dạn lên. Mình cho anh hỏi sự là quê ở Sài Gòn, người ở miền Nam. Thì cái về cái giọng nói như này thì có vấn đề gì ở lợn ở đó? Thật ra thì em cũng định chia sẻ nhưng mà em ngại quá. Giọng của anh rất là dễ thương. Giọng của anh rất là dễ thương. Giọng anh rất dễ thương. Tới ông thầy thể dục của tôi nè. Rồi nhanh nè, 30 giây. Yến có cái trải lòng giống lúc nãy á, thì nếu mà đến được với nhau á, thì sợ nhất là vấn đề gia đình hai bên. Vấn đề đó thì yên tâm, cái đó là em quyết như thế nào thì gia đình phải theo vậy thôi. Mình đã tự lập rồi thì gia đình phải luôn luôn ủng hộ mình. Và đặc biệt mẹ em thì rất là yêu thích con gái. Sống với hai thằng trai tụi bay nhỏ lớn tao chán lắm rồi. Thì có đứa con dâu hiền hậu là mê lắm. Dạ, đặc biệt là nếu mà đồng hương với mẹ nữa thì thôi khỏi phải nói nữa. Rồi hết thời gian nha. Chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Sau 5 giây của anh Hứa Minh Đạt thì các bạn hãy bấm vào cái nút bấm của mình. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Chọn ai cũng được, thích ai chọn nấy, chứ không cần phải chọn theo cái sự sắp đặt của chương trình đâu nhé. Rồi mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2 Một cái cảm giác hình như không biết là có phải bằng Yến này hay không. Lạc quen hả? Quen hả? Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á, thì em cũng không có muốn phát triển thêm. Một. Lo quá. Chúc sao mừng đây trời ơi. Cho chút cảm xúc của em lúc này coi Yến. Làm chị, em chỉ lo nhất trong đây là em luôn á. Thiệt á. Sao Yến? Thì hôm nay mình đã đến đây thì cũng là một cái duyên rồi. Thì muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ cho nhau một cơ hội nữa để tìm hiểu sâu hơn. Thật ra ít phút ở đây, hoặc là ví dụ mình có gặp trên mạng mình chưa mở lòng cũng khó lắm. Hôm nay mình gặp trực tiếp nên cho nhau có cơ hội, biết đâu được những cái gì em lo lắng trong lòng thì nhiều khi anh ấy sẽ tháo được những cái nút thắt đó thì sao. Không được thì mình cũng có thêm một cái mối quan hệ vẫn tốt cho mình. Chúc mừng em nha. Chị hồi hộp lắm. Hồi hộp mình Yến thôi hả? Sao em, cảm xúc sao, vui không cưng? Dạ vui. Vui hả? Mời hai bạn đứng đây trước. hai bạn đầu tiên. Như là giống như là một cái con người anh nằm trong đây đó, thì anh cũng mong em nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau. Ôm đi, ôm đi, ôm đi. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Trời ơi. Đây, cặp xanh. Món quà về với chính chủ. Chủ động.
Vì em rất là thích style công sở giống như anh, cho nên trong này là một chiếc áo sơ mi công sở. Và cái quan niệm tình yêu của em thì cũng chỉ có một người duy nhất, cho nên em chỉ chuẩn bị một món quà duy nhất thôi. Vì em không muốn người đàn ông của em mặc trùng áo với người khác. Bây giờ làm nắm tay nè, quyết liệt lên coi, nắm người tay chủ động một đúng không, khởi đầu mạnh mẽ lên, thơm đi, thơm đi, thơm đi, dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi, nắm tay luôn chứ, nắm tay luôn chứ. Đúng rồi cưng. À đủ cặp, đủ mình cặp với nhau. Với nhau. Đây là lần đầu tiên mà ông Mai và bà Mối đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình là ghép đôi được cho hai cặp đôi luôn. Dạ, tâm trạng rất là hân hoan, rất là vui sướng. Chương trình sẽ dành tặng riêng cho những cặp đôi mỗi bạn một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Hy vọng là các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại Realme này nè để liên lạc với nhau nè, chụp hình nè, gọi điện nói chuyện với nhau để chia sẻ những cái hình ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình và những khoảnh khắc đáng nhớ trong tình yêu của hai bạn. Đó. Tặng em, để tặng em. Đó. Ở đây một cặp đôi nữa nè, đây tặng em. Không không, cứ cầm tay với đi, cái gì buông lẹ vậy. Và tiếp tục xin gửi tặng cho các bạn, đây là Vivel Cool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan và tốt cho sức khỏe. Trời ơi, sắp xếp quà cáp lại đó. Đây, rồi. Bên đây tay vẫn không rời. Đó. Ở đây nhiều quà nhiều quá rồi. Rồi, đẹp luôn. Nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho mỗi bạn một combo bột giặt Joy. Và đặc biệt nếu trong hai cặp đôi này, cặp đôi nào mà tiến tới hôn nhân thì sẽ được tặng một miễn năm phí. Miễn phí sử dụng bột giặt Joy. Ha. Nếu mà hai cặp là được 2 năm. Chị Tường với anh Đạt có tham dự không? Nếu mà hôn nhân chị Tường với anh Đạt có tham dự không? Có chứ, đám cưới là có tham dự luôn á. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Quý vị ơi, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc hàng tuần quý vị nhé. Và chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng ta hãy đón xem chương trình vào lúc 22 giờ 45 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Và để tạo cho cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau, chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.